Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em tiếp tục về hàng mẫu bát 50 màng carbon. Con này cho các bác chuyên đánh súp sự kiện, công suất lớn các bác nhé. Phải gọi là lồi đồng cối đá luôn, đánh uy lực luôn. Đó, nhìn khủng khiếp không các bác? Từ to vật vã, con này côn 125 các bác nhé. Đây là cái mẫu mà bên cửa hàng nhà em đang bán thường xuyên. Mẫu này bán mấy năm nay rồi các bác nhé, được rất nhiều bác khách ủng hộ, điện về mua hàng. Bên cửa hàng nhà em bán liên tục luôn. Đợt vừa rồi là nó hết hàng, mới về hàng được một ít. Nên bác nào trước điện em thì bây giờ là em có hàng rồi các bác nhé, các bác có thể liên hệ lại để mua hàng. Đây, hàng về em trả khách rất là nhiều. Đây là mẫu các bác nhé. Con này đường kính bát 50 và màng được đan sợi carbon. Nhìn này, nhìn như cái da rắn nhá. Màng của nó màng xếp ly lượn sóng, quá là xịn sò luôn. Con này cho các bác đánh súp thì bọn em xin là đau tim tức ngực luôn, dung tôn là mầm luôn. Gân vải tẩm dầu 3 gân, quá là đẹp. Đây các bác nhá, đây là cái phần dưới. Ở dưới con này là mà các bác có thể dội nước vào đây nhá. Đấy, các bác phun nước mà của nó mang chống nước mà. Đấy, nhiều anh em là lắp lên thùng là em thấy dí cái vòi xịt phun vào đây này để test. Không sao các bác nhá. Đấy, dưới cũng thế này, bóng nhẫy luôn. Con này nhện màu vàng, cổ côn 125 này, côn to vật vã luôn. Đấy, con này công suất thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 1.000 mấy trăm watt, 1.600 watt gì đấy một cái. Kẹp lỗ bích thép trắng từ 260 từ dây. Và con này là bản cái T nó như này, T nhẵn các bác nhá, T lồi 246 đúng không? Trong này là có cái miếng sắt này để chống bụi bậm vào bên trong, xương nhôm. Và cái bản năm 2022 này xương của nó cứng cáp hơn các bác nhá. Và cái giá hiện tại thì là em đang bán là 3.350.000 một cái. Em có bán một cái là 3.350, ship code toàn quốc. Đấy, bác nào lấy thì bên em có thể gửi bưu điện, còn bác nào lấy một đôi hai đôi thì em có thể gửi xe nhé các bác nhá. Mọi chi tiết liên hệ vào về bên cửa hàng em theo hai số điện thoại 5845 và 712. Đây hai số hotline anh em nhưng có giao hàng toàn quốc. Hôm nay em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau.